21 giờ, từng đoàn người vẫn nối đuôi nhau, chậm rãi hành hương về chốn tổ Yên Tử. Vượt qua cả 100 km, những bông hoa vẫn tươi rói trên tay chị Hương, như chính tâm thành của tất cả thành viên đoàn, một lòng hoan hỷ, thành kính dâng lên Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong ngày Ngài nhập Niết Bàn. Việc hành hương về vùng đất tổ nhân ngày giỗ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì tôi thấy vô cùng ý nghĩa đối với chúng tôi. Và hàng năm chúng tôi rất mong chờ để được về đến đây dâng lễ lên để cúng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Mỗi bước chân khi tôi hành hương về gần đất Phật, tôi rất là hoan hỷ, tự tại, an lạc khi cùng đoàn đến hành hương trên đất Phật tổ Trần Nhân Tông ạ. Trong số hàng nghìn người về đến chùa Hoa Yên, có người mới chỉ lần đầu hành hương, lại có người đã hiện diện tại đây trong ngày này suốt hàng chục năm qua. Với họ, chuyến hành hương là sự tri ân, kính ngưỡng dâng lên Phật Hoàng, cũng là dịp để hiểu thêm lịch sử và thiên nhiên kỳ vĩ nơi này. Vì vậy, hành hương đã trở thành nét đẹp văn hóa, không chỉ của người con Phật mà còn cả với người dân Việt. Hành hương về Yên Tử nó có nhiều giá trị. Cái giá trị thứ nhất đấy là về với lịch sử, về với hồn thiêng sông núi, về với ông cha chúng ta, về với bản sắc văn hóa Việt Nam. Và như thế, hành hương về Yên Tử thì chúng ta phải có cái thành tâm là chính. Từ cái thành tâm ấy thì chúng ta phải điều chỉnh những cái hành vi, ngôn ngữ, lời nói, việc làm của chính mình theo đúng những cái triết lý nhân bản của Phật giáo, của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và các thế hệ tiền nhân ở lại. Như thế đấy thì hành hương đấy thì sẽ đạt được công đức vô lượng vô biên. Rất nhiều các Phật tử hành hương tìm về Yên Tử, đấy là thể hiện một cái nét đẹp trong cái tâm hồn, trong tâm linh, trong tư tưởng của người Việt. Như vậy là cái văn hóa của cái Phật giáo nó đang lan tỏa, đang phát huy cái ảnh hưởng của nó trong tâm tưởng, trong ý chí, trong hành động của người Việt. Và cái điều đó nó trở thành giá trị, mà khi nó giá trị thì trở thành văn hóa. Tôi nghĩ đây là một nét đẹp cần được khích lệ. Như vậy, hành hương là chuyến đi mang ý nghĩa kết nối với sự thiêng liêng, cao cả và giá trị lịch sử văn hóa. Hành hương không chỉ góp phần hoàn thiện bản thân, mà còn là thời gian để hồi tưởng và suy ngẫm, từ đó định hướng tốt hơn cho lối sống phía trước của mỗi người. Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển là chủ đề của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân hơn 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam. Kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được, Đại hội lần thứ 9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là nơi hội tụ sức mạnh, đồng tâm hiệp lực để phụng sự đạo Pháp và dân tộc, nêu cao kỷ cương, hoàn thành xuất sắc các Phật sự đề ra trong thời gian tới.